Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Trang Lê Food. Clip trước mình có giới thiệu đến cả nhà món cá bóng mú hấp Hồng Kông, thì nay thêm vào món lẩu cá bóng mú chua cay này nữa cho đủ bộ luôn nhé. Những thớ thịt cá trắng tinh, mềm và thơm ngon, hương thơm của các loại rau hòa vị chua nhẹ hơi cay cay của nước lẩu đem lại món ăn ngon miệng cho những ngày mưa mưa. Lẩu chua cá bóng mú được chế biến rất đơn giản và không mất nhiều thời gian. Rau ăn kèm với lẩu cũng rất đơn giản và quen thuộc. Điều quyết định món lẩu chua cá bóng mú có ngon hay không là ở nước lẩu. Chính cái vị chua cay nhẹ làm nên sự hấp dẫn cho món ăn này. Hứa là rất ngon, cùng mình vào bếp làm món này nhé. Nguyên liệu và công thức thì các bạn xem trên màn hình nhé. Trong lúc đợi xương trụng qua nước sôi thì các bạn cắt nguyên liệu hầm nước dùng nha. Hành củ thì mình cắt đôi. Hành tây mình cắt múi câu. Gừng cắt lát. Củ cải trắng cắt khoanh rồi cắt lại làm tư hay làm sáu đều được ha. Cắt xong các nguyên liệu hầm nước dùng thì các bạn bắt một nồi với 6 lít nước nấu lên cho sôi ha. Xương đã trụng trước đó thì các bạn cho vào nồi. Rồi sau đó mình cho củ cải trắng, hành tây, hành củ, gừng vào nồi, cho lửa nhỏ lại, mình hầm 2 tiếng nha. Mình nấu là 4 phần nước lẩu cho nên mình sử dụng là 6 trái cà chua. Các bạn cắt cà chua bỏ phần cuống ha, xong thì cắt lại làm tư rồi cho lên dĩa nha. Xả cây thì mình dùng chày hay là dùng dao đập dập phần đầu, sau đó thì cắt khúc và cho lên dĩa chung với cà chua luôn nha. Rồi thì mình bắt một cái chảo lên ha, cho vào là 4 muỗng súp dầu ăn, 8 muỗng cà phê tỏi băm, 4 muỗng cà phê hành băm vào, mình dùng đũa đảo đều ha. Các bạn phi thơm thì mình cho xả vào xào cho thơm. Tiếp theo thì mình cho cà chua vào xào. Mình xào sơ cà chua, sau đó thì tắt bếp ha. Nồi nước hầm xương đã hầm được 2 tiếng rồi thì mình tắt bếp và mang đi lọc lấy nước dùng nha các bạn. Mình đã lọc lấy 4 lít 8 nước dùng và nấu lên cho sôi. Sau đó thì cho phần cà chua, hành tỏi xả đã xào vào nồi ha. Quay qua là mình đi pha gia vị vào một cái tô nha các bạn. Gia vị của một phần 1 lít 2 thì nêm vào là 2 muỗng súp đường. Một muỗng cà phê muối, một muỗng súp hạt nêm. Nửa muỗng súp bột ngọt. 2 muỗng súp nước mắm. Bốn muỗng súp tương ớt.
4 muỗng súp cốt chanh. Các bạn khuấy đều lên nè ha. Ở đây mình nấu 4 lít 8 nước dùng, cho nên mình nhân 4 lần gia vị lên ha. Nguyên một tô đầy gia vị luôn nè các bạn. Khuấy đều lên ha, sau đó thì cho vào nồi nước dùng nha. Các bạn khuấy đều cho gia vị trong nồi tan ra và nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình nhé. Lẩu thì phải có cá, bún, rau ha, cho nên mình nêm thêm là 2 muỗng súp nước mắm, 2 muỗng súp đường cho đậm đà, cuối cùng là 2 muỗng súp dầu điều. Các bạn khuấy đều lên rồi thì tắt bếp ha. Cá khi mua thì nếu được các bạn nhờ người bán làm sạch, đem cá về chỉ cần là rửa sạch cá và khử mùi tanh là được ha, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nếu các bạn mua cá mà đem nguyên con về nhà như mình nè, thì trước tiên các bạn phải làm sạch cá rồi rửa cá trước với nước muối pha loãng. Sau đó rửa thêm lần nữa với ít rượu, sẽ giúp cá sạch hơn và khử hết mùi tanh ha. Sau đó thì mình dùng dao cắt phần đầu và thân cá ra riêng ha. Phần đầu cá thì cắt làm đôi, hai cái mang mình cắt ra riêng nè các bạn. Phần thân thì mình cắt thành từng lát như vậy nè ha. Hai con cá này là khoảng 3,5 kg ha các bạn. Nếu ra ngoài quán thì hai con này được chia thành 4 phần lẩu và một phần khoảng chừng 800g cá ha. Còn đây là nhà nấu nhà ăn, cho nên mình xếp hai con cá này thành hai dĩa thôi ha. Xếp cá lên xong thì mình cho ít cà chua cắt lát xung quanh thành. Rồi thêm ít ớt chuông lên khứa cá nhìn cho đẹp mắt. Và thêm hai cái hoa ớt lên nữa nè. Và cuối cùng là cho ít hành ngò lên nữa là xong rồi ha. Mình thì màu mè, tỉ bông, tỉ hoa đồ ha. Còn các bạn thì cắt mỏng, cắt dày hay múi câu gì thì tùy thích nha. Ở đây thì mình chẻ múi câu cho hành tây từ trên xuống nhưng không đứt hẳn ra nha. Rồi thì bung ra nè. Mình được cái hoa hành tây rồi nè các bạn. Cà chua thì mình cũng tỉa hoa y chang hành tây luôn ha. Muốn mấy cánh thì tùy vào số lượng muối mình cắt nha các bạn. Mẹt thì các bạn lót lá chuối rồi xếp hoa hành tây và cà chua vào nha. Rau rửa sạch để ráo rồi thì mình cắt khúc vừa ăn và cho vào mẹt. Mình cho lần lượt là rau muống, cải bẹ xanh và cần tây lên mẹt ha. Rồi nha, hai mẹt rau của mình đã xong rồi đó nha các bạn. Quay qua là các bạn múc nước dùng ra nồi lẩu. Rau ôm ngò gai thì mình cắt nhỏ và cho vào nồi lẩu ha, để nước lẩu của mình đẹp mắt và thơm ngon hơn ha. Xong rồi thì các bạn dọn ra bàn thôi. Bày nồi lẩu cá bóng muối chua cay nóng hổi ra bàn, dọn nguyên liệu ăn kèm như bún tươi và các loại rau, bố trí bàn ăn sao cho đẹp mắt, nhớ kèm thêm là chén nước mắm ớt nữa nha các bạn. Khi ăn thì để nồi lẩu lên bếp điện hay bếp ga, rồi thì ăn tới đâu hẳn cho cá và rau vào tới đó sẽ hấp dẫn và ngon ngọt hơn. Cá và rau sẽ không bị chín nhừ quá ha. Vị nước dùng chua chua cay cay chính là đặc trưng của món lẩu cá bóng muối chua cay này. Vị chua từ chanh và cà chua cùng với vị ngọt đặc trưng từ thịt cá bóng muối tươi sẽ khiến người ưa vị chua cay rất là yêu thích món này. Vậy là món lẩu cá bóng muối chua cay này đã hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản. Trong những ngày lất phất mưa hay trời trở gió, được quây quần với bạn bè, người thân bên cạnh nồi lẩu chua bốc khói, thưởng thức từng thớ thịt cá mềm ngọt, thơm ngon thì thật là vui vẻ và hạnh phúc. Clip đến đây hết rồi, nhớ đăng ký kênh mình để nhận thêm nhiều công thức cho món mới nhé. Hẹn gặp lại trong những clip sau. Bye!